Chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay chiếc Note 3 Neo phiên bản sách tay của thị trường Trung Quốc. Thì cái máy này có mã model là SM. Đây, mình sẽ vào Urbanphone cho các bạn xem này. Thì cái máy này có mã model là SMN7506V. Thì cái máy này là nguyên bản là sách tay của Trung Quốc nên không có tiếng Việt và không có các dịch vụ của Google Play. Thì bên mình đã vừa đi làm cho nó cái bản zoom đầy đủ tiếng Việt và đầy đủ các dịch vụ của Google Play. Thì bản zoom này của mình các bạn có head reset cũng không bị mất tiếng Việt. Đây, trong cài đặt có lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt luôn. Và mình đã tạo cái bản zoom chạy qua Odin. Anh em thợ hay là người anh em anh ai mà có kinh nghiệm mà muốn có bản zoom này thì liên hệ bên mình. Thì bây giờ mình sẽ thử cái dịch vụ của Google Play cho các bạn xem này. Mình sẽ thử download một cái gì về chẳng hạn. Một cái gì đó nhẹ nhẹ một chút thôi. Đây, ví dụ như download cái thằng Cebu Z này đi. Đó. Rồi. Cài ok. Đó. Tiếp theo là mình sẽ thử cái một thằng rất quan trọng, đó là thằng YouTube. Thì khi mình cài như thế này thì YouTube chưa tiếc ok hết. Nên mình sẽ thử xem một cái video nào đấy. Ok. Tiếng Việt mình cũng làm rất đầy đủ này. Rồi. Zoom chỉ việc áp qua Odin. Nếu anh em nào cần thì liên hệ bên mình. Thông tin về bên mình đây. Thông tin về bên mình đây. Search Đoàn Áp Zoom trên Google cũng sẽ ra bên mình đầu tiên. Xin chào các bạn.